vậy hả? Hai đứa chăm chú chứ. Giờ phút hạnh phúc nhất của hai đứa à. Cô dâu nè, chồng hơi thấp quá, con dâu thật tuổi rồi, để mẹ đeo xong mẹ sửa lại con cho mình nha. Bỏ nữa nào đã. Rồi ngã nó vào tí là được rồi, ngã rồi. Rồi rồi mẹ đứng, mẹ quay mặt lại. Cưng ơi, cưng rồi, mẹ sửa lại cái gì. Cứ xong tới cái gì ông phát triển lớn rồi, nó tiếng này thì tiếp tiếp sống này này. Nó đang lo chung nó không bì mà mày cứ kêu dung dung
Còn bao nhiêu thì ngày sau lên hồi chưa? Đến, đến...